I do. Hey, yeah. Huh? Whoa. Oh my. Okay. Hey, yeah. No, no. Okay. Come in. Huh? Huh? Okay. Ah. Thank you. Look at that. Nice. Oh no! I will help you! Okay! Thank you! Have you to change? Okay. Wow. Okay. Hmm.
No, no. Wow. No, no. No, no. Let's make a new dress. Okay. Thank you. Let's go. Congratulations! Oh yeah! Xin chào, hoàng hậu tổ chức tuyển chồng cho công chúa Barbie. Các hoàng tử bốn nguyên tố đến rồi. Wow, công chúa đẹp quá. Wow. Oh. But her legs are very stinky. Ôi, chân công chúa gớm quá vậy. Oh no. Hả? Bốc mùi khắp phòng luôn. We are still okay. Ôi, hoàng tử băng ngất rồi. Công chúa Barbie khóc bỏ đi rồi kìa. Ai có thể giúp chân công chúa đẹp hơn có thể cưới công chúa nha. And marry her. Okay. Các hoàng tử đến gặp công chúa kìa. Mọi người cùng bốc thăm nha. Hey. Okay. Chia thành hai đội xanh đỏ nha. Nước rửa chân cho công chúa này. Ôi, vẫn còn mùi lắm. Oh no. Các hoàng tử đều bịt mũi rồi. Công chúa Barbie lại khóc rồi. Don't cry. Hoàng tử mây hồng đến dỗ công chúa kìa. Ôi, mùi hôi quá, cố gắng lâu vậy. Được rồi. Đến bước làm sạch chân nha. Please clean her legs. Oh no. Bắt đầu nào. Triệt lông nha. Okay. Gấp nắm ra khỏi chân nào. Cho hết bụng đỏ đi nha. Sửa lại móng chân nào. Tô màu cho móng chân nha. Wow, chân trắng đẹp rồi đây. Nice. Let's go. Làm tương tự với bàn chân trái nhé. Úm-ba-la. Wow. Trang điểm lại thôi. Okay. Woo!
Wow, chân đẹp quá. Chấm điểm hai bàn chân đẹp thôi. Hai đội đều bằng điểm. Yes. But who will marry the princess? Nhưng ai sẽ cưới công chúa đây? Aha. Let's make new dresses. Vậy thì làm trang phục mới cho công chúa nha. Cùng vẽ giày nào. Màu nha. Từng bộ váy. Cả bốn chàng hoàng tử đều muốn cưới công chúa. Khó chọn quá. Don't worry. Công chúa sẽ tự chọn hoàng tử cho mình. Hoàng tử mây hồng không sợ mùi hôi chân nên công chúa chọn rồi. Hoàng tử mây hồng cũng muốn cưới công chúa nữa. Yeah, họ đến với nhau rồi. Tạm biệt các em. Ánh nắng rực rỡ ghê. Úi, rơi quả táo kìa. Trời ơi, ô tô đang tiến đến. Chiếc xe đâm vào cây rồi. Oh no. Rapunzel đã thành hồn ma rồi ư? Thần chết đến bắt Rapunzel đi. Làm ơn cho tôi cưới xong đã được không? Ok. Oh my god. Thanks. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Hãy để ta trang điểm cho cô nhé. Okay. Come on. Rapunzel thành hồn ma rồi nên bay được nè. Căn phòng trang điểm lấp lánh quá. Đồ trang điểm nào cũng có luôn. Wow. Ngồi vào ghế nha. Ok. Hello. Xin chào, chúng mình cùng trang điểm cho cô dâu ma Rapunzel nhé. Bông tẩy trang màu nhũ đen lạ ghê. Đắp mặt nạ mắt để hết quần thâm nha. Nice. Nạ cả mặt nữa. Nhớ chăm sóc cả đôi môi đó. Đến lúc gỡ ra rồi. Làn da căng mịn lấp lánh luôn. Lông mày màu xanh độc đáo ghê.
đánh phấn phần đầu mắt trước tiên này. Phấn mắt ba màu cá tính quá đi. Ok. Lọ nhũ tím xinh xắn này để làm gì nhỉ? Ồ, thì ra để giúp đôi mắt thêm phần lấp lánh. Dưới mắt thêm ba chú bướm xinh nữa nha. Chọn cây cọ nào đây ta? Ok. Má hồng hay hay rồi đó. No. Thỏi son nào cũng xinh ghê. Bóng ba ngộ nghĩnh quá. Xong xuôi rồi đấy. Chiếc váy đen huyền bí quá. Lớp váy bên trong thì màu ghi đậm. Dùng nhũ bạc thì mới nổi bật trên nền đen được. Wow, bộ màu mới tinh luôn. Rắc nhũ bạc vào nè. Ok. Lần đầu tiên thấy những bông hoa đen vậy đó. Dùng những cánh hoa này nha. Let's go. Xếp bốn cánh hoa ở đây này. Thêm một viên đá trái tim làm điểm nhấn. Thử váy đi nào. Không đeo tóc vàng nữa đâu. Nice. Thêm chiếc khăn von cô dâu màu đen cho đồng bộ. Một chiếc xe ngựa đen huyền bí đến đón Rapunzel nè. Chú rể Ken vẫn kiên nhẫn đợi cô dâu của mình. Oh. Hello. Sao trông em lại thế này? Đáng thương cho cặp đôi quá. Xin cho tôi đi cùng cô ấy với. Ok. Thế là cả hai thành hồn ma và yêu nhau mãi mãi. Tạm biệt nhé. Xin chào các em. Bể bơi đông vui quá. Các bạn gái thật xinh. Hey, cùng xuống bơi thôi. Wow. Nước thích quá. Yes. Mình có cách làm bể bơi thích hơn. Biến thành bể bơi mặt trời yêu thích nha. Nóng quá đi mất. Chuyện gì xảy ra thế? Các bạn không thích bể bơi mặt trời à? Không thích nha. Hey. Mặt trời biến mất rồi. Ổn hơn rồi đó. Come on. Yes. Mình biết nên làm gì rồi. Bể bơi băng nha. Thích quá đi. Oh, yes. Lạnh cứng đơ hết người rồi. Không thể để thế này được. Bể bơi lá thu nha.
lá bắn khắp nơi kìa. Bẩn hết cả người rồi. Bé bơi hoa của tớ mới thích nhé. Thế này mới là cuộc sống. Một đàn ông từ các bông hoa bay ra. Ôi không, ông đốt đó, chạy đi. Ôi tệ thật. Bể bơi của các cậu thật tệ. Tớ có cách rồi. Cùng làm bồn tắm thật đẹp thôi. Đố các em biết đây là bồn tắm gì? Bồn tắm mặt trời nóng bỏng. Great. Đẹp chưa nào? Tiếp đến trang trí bồn tắm băng nhé. Đã xong bồn tắm băng lấp lánh. Bồn tắm mùa xuân thơm nức nè. Bồn tắm mùa thu đẹp quá. Cùng chiêm ngưỡng bồn tắm bốn mùa xinh lung linh nha. Hey. Có đủ bồn tắm theo sở thích các bạn rồi nhé. Thật tuyệt vời. Thích chưa, thích chưa? Cảm ơn rất nhiều. Cùng nhau đi tắm thôi. Thật là thoải mái. Cọ người cho sạch nha. Đã sạch rồi. Không mặc thế này nha. Các bộ váy công chúa bốn mùa cho mọi người nhé. Xinh quá đi. Vui quá. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại ở tập sau. Ôi, thẩm mỹ viện Rapunzel đây ư? Còn đây là Rapunzel. Cô gái sao buồn vậy? Hello. Xin chào. Ôi không, đừng hòng mà tôi quay lại. Ôi, giá như Rapunzel có một thẩm mỹ viện mới. Ồ, có tiền là có hết nhé. Ok. Đồng ý. Đây, tất cả tiền của Rapunzel đây nhé. Ok. Đồng ý.
Thẩm mỹ viện Hello Kitty xin chào. Sắc hồng có ở khắp mọi nơi nhé. Thật dễ thương. À, biển hiệu mới. Nhanh nhanh đến đá lấp lánh nào. Hello Kitty là phải có thêm nơ xinh nữa nhé. Yêu ghê. Đại sảnh sẽ có quầy lễ tân nhỏ gọn và vô cùng hiện đại. Đặc biệt không thể thiếu ghế chờ nhé. Đính đá lấp lánh cho không gian nào. Quá tuyệt. Ôi, bồn tắm yêu chưa này. Nice. Thật là ngọt ngào và ấm áp. Tuyệt. Phòng trang điểm thì có gương, máy ủ và tủ đồ với rất nhiều dụng cụ làm đẹp nhé. Đẹp ghê. Ôi, bạn trang điểm xinh quá. Sắp xếp thêm đồ trang điểm nào. Wow, lấp lánh ghê. Ôi, đây là mơ ư? Xin chào. Hãy làm đẹp cho tôi nhé. Vâng, thưa quý khách. Mời quý khách. Nước ấm đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ gội đầu trước và tắm sau nhé. Lau khô người nào. Nice. Let's go. Giờ thì tới phòng thay đồ thôi. Bước 1, pha thuốc nhuộm. Bước 2, nhuộm. Ủ tóc là bước 3 nhé. Đẹp tuyệt. Let's go. Sayako trang điểm nào. Ô, tẩy trang trước nhé. Bắt đầu nào. Đánh phấn mắt cầu vồng thôi. Chút mi nhé. Cả tô sơn nữa chứ. Cuối cùng là đánh phấn má hồng. Đẹp đẹp. Cô gái làm móng thôi.
Mỗi ngón tay, mỗi phong cách nhé. Ngón cái thật xinh nào. Sayako sẽ mặc gì đây? À, váy dài Hello Kitty nhé cô gái. Wow, quá quá tuyệt Sayako ơi. Thank you. Cảm ơn Rapunzel thật nhiều nhé. Tạm biệt. Ôi là trời, một chiếc limousine đổ xịt trước cổng nhà mẹ con Sayako kìa. Wow, lâu đài giáp vàng của ai đây? Là mẹ con đã quêu. Wow. Hey. Hello. Sao cho cô nhanh nhẹn đã ra làm quen với bạn mới rồi. Xí, không thèm. Goodbye, my love. Thật là đáng ghét mà. Are you okay, mom? I'm fine. Sayako ngoan, cậu biết nghĩ đến cảm xúc của mẹ và hỏi thăm mẹ nữa. Go to class, my dear. Yes, yes. Wow, đồ dùng học tập đẹp quá. Wow, so beautiful. Này bạn nhỏ, học sinh ngoan không được nói bạn bè như thế nha. Hello. Let's go. Ôi trời, dãy số dài quá, các bạn nhỏ hoảng hốt luôn. Oh yes. Nhưng không thể làm khó Sayako thông minh được đâu nhé. Thưa cô, em nộp bài ạ. Well done. Ờ, con nhỏ đó học giỏi hơn mình nè. Thiệt là tức quá mà. Hello. Richie đưa cho cô giáo cái gì vậy? Hối lộ cô giáo nhé. Oh yes. Ai siêu dễ. Sời chuyện nhỏ. Hi hi, mình là tuyệt vời nhất. Sayako định đến chúc mừng mà, sao lại ngáng chân bạn vậy Richie?
good. Ooh, what's this? Wow! Ái chà, là học bổng luôn đó. Yes! Cha và cô học tập thật chăm chỉ trong thư viện. Ooh, what's this? Who's that? Đừng tin nha các bạn, trên đời này không có ma đâu. Hóa ma dọa lại luôn nè. Không, Richie sợ lắm. Richie không đến trường nữa đâu. Trang vỗ tay cho Sayako nào. Congratulations. I have a gift for you. Wow, thank you. Mẹ con Sayako đều xinh đẹp quá chừng. Chúc mừng con gái yêu của mẹ. Mời các mẹ thưởng trà nào. Xin chào. Xin chào các bé yêu. Ôi, búp bê Squid Game. Cô ta sẽ làm hại bọn trẻ mất thôi. Ôi, là tiếng khóc của bọn trẻ. Các con đã bị bắt cóc. Đừng vội mừng. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi của cô ta. Xin dừng lại. Đây là quả táo bớt ít mà chúng ta cần tìm. Các mẹ, mau dậy đi. Đây là đâu? Là tiếng khóc bọn trẻ. Không được làm hại bọn trẻ. Ồ, vậy thì hãy chiến thắng trò chơi của ta. Vòng 1, kéo co. Các cô sẽ thua mau thôi. Ok. Bắt đầu. Hãy nới lỏng dây và kéo nó trở lại nào các mẹ.
Có thế chứ. Chúc mừng các mẹ. Một cây cầu kính ư? Phía dưới toàn là gai nhọn. Vòng 2 qua cầu kính. Nếu ngã, ngươi sẽ thua. Có vẻ như người áo đỏ rất tự tin. Ồ, tiếp đến là 3 hay 4 đây nhỉ? Chắc chắn là số 3 rồi. Ok. Ôi, không thể nào. Đi thôi. Đừng lo lắng. Ôi, mẹ Ariel. Hãy bám lấy tóc mẹ Rapunzel và trèo lên nào. Các mẹ ơi. Come on. Chúng ta sẽ biến cầu kính thành sân trượt patin nhé. Let's go. Mau trượt tôi nào. Oh yeah. Tuyệt quá. Vòng 3, vượt qua Squid Game. Ôi, mẹ Ariel ngã rồi. Nhưng đừng lo, Rapunzel đã có cách. Thành công rồi. Mau chạy về đích nào. Come on. Các mẹ thật dũng cảm. Nhưng váy áo thì lấm lem cả rồi. Phải thay váy mới ngay thôi ạ. Một lần nữa, xin được chúc mừng các mẹ nhé. Ồ, anh trai lửa và chị gái băng. Và em gái lửa băng. Ở nhà trông em cẩn thận nhé. Ngoan lắm. Bố và mẹ đi đây. Tạm biệt. Vui quá đi. Ồ, chị băng định cho em uống sữa sao? Ôi, thì ra là do gấu bông. Anh Lửa đang nhặt các miếng Lego để xếp thành hình gì đó. Có vẻ như hai anh chị không muốn chơi với em Út. Wow, là một chiếc cổng siêu đẹp. Em cũng muốn chơi. Ôi không, chiếc cổng đổ tan tành rồi. Con gấu cũng rách tan tành. Các anh chị sẽ tức giận cho xem. Em Út à, hãy chờ đấy. Hãy xem đây. Ồ, một vòng nữa khiến em Út không thể thoát ra ngoài. Em không thể làm phiền mình nữa. Em Út đang làm gì vậy? Ồ, em Út đã thổi hơi lạnh làm lửa tắt. Một chiếc lồng băng. Ồ, em Út dùng lửa để làm tan băng. Ôi không, em Út ngốc rồi. Em ấy sốt rồi, để chị hạ nhiệt cho em nhé. Giờ thì đưa em Út vào đôi thôi. Em ngủ rồi. Xem tivi thôi. Hai anh em xem gì mà cười vui vậy? Ôi, em bé tỉnh nhất rồi. Em bé đi đâu vậy?
Ôi không, em bé nhảy ra ngoài cửa sổ đi chơi rồi. Ôi trời ơi, em bé mất tích rồi. Chết rồi, bố mẹ về. Em ơi, em đang ở đâu vậy? Các con ơi, anh sẽ đi tìm em Út, em giữ chân bố mẹ nhé. Ok. Mong là anh Lửa tìm được em trước khi bố mẹ vào nhà. Trong lúc đó, chị Băng sẽ đóng băng cánh cửa để bố mẹ không thể vào. Không mở được. Anh Lửa vẫn chưa tìm được em sao? À, em Út đang đóng băng cái gì đó. Là một con chó. Đưa em về nhà nhanh lên anh Lửa ơi. Bố phát hiện cánh cửa có vấn đề rồi. Ôi, băng tan rồi. Bố mẹ vào nhà rồi. Ôi, may quá. Bố có quà cho các con đây. Váy cho chị Băng được trang trí bằng hai chiếc nơ hai bên cầu vai và cánh tay áo phồng đáng yêu. Phần chân váy dán phồng tạo sự mới lạ. Váy cho em Út với ba tầng lá cũng đáng yêu không kém. Và một bộ đồ thời thượng cho anh Lửa nữa. Ôi, màu xanh của đại dương thật đẹp phải không các bạn? Em gái Lửa Băng nền váy cũng hai màu xanh đỏ luôn. Bộ đồ của anh Lửa có tông chính là đỏ cam. Tạo chiều sâu cho chiếc váy nào. Thêm các hạt trang trí để tăng phần lấp lánh. Thêm kim tuyến màu đỏ vào. Và các ngôi sao nữa nhé. Rắc kim tuyến cho bộ đồ của anh nữa nào. Xong rồi. Wow, đẹp quá đi thôi. Ủa, có ai đang gõ cửa? Ôi, mái tóc của Raquel bị cháy xoăn hết cả rồi. Ôi không. Hello. Chào các bạn. Hai căn nhà Lửa Băng tuyệt đẹp đang chờ đón chúng ta nhé. Đây là gia đình Lửa. Còn đây là gia đình Băng. Hãy tới và cùng dùng bữa nào. Các mẹ sẽ ra ngoài một chút nhé. Ôi, hôm nay là sinh nhật của các mẹ. Các bố và em bé sẽ đem tới bất ngờ gì cho các mẹ đây? Oh. Ok. Ok. Hãy cùng trang trí tiệc sinh nhật với dây cờ và bóng bay nào. Bố sẽ tự tay vào bếp và làm bánh gato nhé. Đợi chút xíu. Wow, chiếc bánh nhìn mới yêu làm sao. Một bình hoa thật thơm nữa nhé. Như
Nhưng hình như vẫn thiếu thiếu một thứ gì đó thì phải. À, hai bố con sẽ thiết kế riêng cho mẹ chiếc váy nữ hoàng tuyết kiêu sa lộng lẫy nhé. Đẹp. Hạt lấp lánh sẽ được đính thêm ở eo và cổ nhé. Những bông tuyết trắng thì chiếc váy sẽ tuyệt hơn phải không nào? Wow, đẹp tuyệt. Ok. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị tiệc sinh nhật với bố và con gái lửa nhé. Đẹp phải không nào? Bố lửa đã thuộc lòng công thức nên giờ chỉ cần thực hành thôi nhé. Hồi hộp quá. Ôi không. Bố, con sẽ giúp bố một tay. Hai bố con đáng yêu quá phải không nào? Hãy bắt tay thực hiện chiếc bánh khác hai bố con nhé. Chín rồi, thơm quá. Great. Đừng quên món quà đặc biệt bố nhé. Một chiếc váy vừa đủ ấm áp, vừa đủ rực rỡ sẽ khiến mẹ lửa không thể từ chối được. Wow, những sắc cam đỏ thật là bắt mắt. Rồi đây. Mẹ có ngạc nhiên không nào? Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Happy birthday mommy. Đây là món quà đặc biệt của hai bố con. Wow, chiếc váy thật là hợp với mẹ. Ôi, sao tự dưng lại cúp điện nhỉ? Bất ngờ quá, cảm ơn hai bố con thật nhiều. Cả gia đình cùng hát chúc mừng sinh nhật mẹ nào. Happy birthday.
sao? Ôi, chiếc váy đẹp tuyệt. Cả nhà mãi hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Bye bye. Các bạn ơi, chơi trốn tìm thôi. Squid Game đâu rồi? Tớ đây nhé. Ồ, chúng tớ thua mất rồi. Tính được cậu đấy. Mình phải treo ra bun xe mới được. Ôi, gì thế này? Ra bun xe đang khóc ư? Có chuyện gì vậy? Ôi, sao vậy con gái? Để mẹ xịt khử khuẩn. Đừng lo lắng. Có lẽ mình đã đùa quá trớn rồi. Ok. Các con hãy bảo vệ sức khỏe. Trước tiên là đeo khẩu trang và khử khuẩn nhé. Không, con không đeo. Còn rất khỏe mạnh. Chứ không ốm yếu như các bạn đâu ạ. Xin chào. Hãy giữ khoảng cách 2 mét nhé con gái. Ôi, cậu bị dính virus rồi. Không phải chứ. Mẹ ơi, con ho. Sao vậy con yêu? Các bạn đã bị ốm, hãy đi theo chúng tôi. Đừng chạy. Đừng lo. Chúng ta sẽ đóng giả mannequin. Ok. Let's go. Cuối cùng thì cũng thoát. Ôi, virus lớn lên nhanh quá. Mẹ ơi, nhìn kìa. Oh no. Oh my god. Mọi chuyện thật tệ. Ôi, là mẹ con Squid Game. Xin hãy giúp chúng tôi. Con sẽ giúp họ. Nhưng rất nguy hiểm. Để mẹ gọi cứu thương. Ở đây có hai người lây nhiễm. Xin hãy giúp họ. Ok. Hãy phun khử khuẩn cho họ. Chúng tôi cần vaccine.
tôi sẽ giúp.